Số 825, Kinh Thầm Thâm Đạo Hồi Hướng, Hán dịch mất tên người dịch. Tôi nghe như vậy, một thời, Đức Phật cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo trú ở khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn vì đại chúng vây quanh trước sau mà thuyết pháp. Trong hội chúng đó, có một vị Bồ Tát hiệu là Minh Thiên, rời chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên phải, gối phải, sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con có điều muốn hỏi, có xin Thế Tôn vì con phải việc giả nói. Phật bảo Đại Bồ Tát Minh Thiên, thiện nam muốn hỏi điều gì, cứ hỏi, chớ đừng phân vân, Như Lai tùy theo lời hỏi mà giải đáp. Bồ Tát Minh Thiên liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát vốn ít tu hành điều tốt lành mà lại gặt quả nhiều, thành tựu nhiều phước báo, công đức vô lượng? Phật bảo Đại Bồ Tát Minh Thiên, lành thay này Minh Thiên, có thể hỏi Như Lai nghĩa này. Ông đã từng ở trong thời quá khứ, chỗ vô lượng chư Phật gieo trồng công đức, góc cúng dường chư Phật thân cận thiện tri thức, có thể làm cho chúng sinh được phước báo an vui, nên mới hỏi nghĩa sâu xa này. Hãy lắng nghe và khéo léo nhớ nghĩ. Bồ Tát Minh Thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn, con xin nhận sự chỉ dạy. Phật bảo Minh Thiên, các đại Bồ Tát đời quá khứ, hiện tại, vị lai đã ở chỗ chư Phật thân tu hành từ bi, miệng tu hành từ bi, tâm tu hành từ bi, hết lòng nhớ nghĩ Phật, thực hành công đức. Lại nữa Minh Thiên, đại Bồ Tát phải nên đến điện thờ Thế Tôn Như Lai để bái cúng dường, gối phải sát đất, chắp tay nhiệm quanh bên phải, rải hoa đốt hương, treo cờ đèn phướng lộng, tạo đủ các loại âm nhạc cung kính tôn trọng, dùng các loại âm thanh hòa nhã ca ngợi nghĩa sâu xa của câu chữ, khen ngợi công đức Phật, vui vẻ xưng tụng. Phật bảo Minh Thiên, vì sao đại Bồ Tát ở chỗ chư Phật đời quá khứ, hiện tại, vị lai tu tập cho thân làm điều lành, miệng làm điều lành, tâm làm điều lành, luôn nhớ nghĩ công đức Phật? Thì nam đại Bồ Tát nên nhớ nghĩ, Như Lai là bậc vững chắc, bậc cao cả, bậc tốt đẹp hơn hết, là sư tử chúa dũng mãnh không biết sợ, cứu độ mình và cứu độ người, đem an vui cho mình và người cho người, tự mình diệt diệt cho người, thuyết pháp chân đế, tạo sự an vui cho chúng sinh, tâm không dối trá, đầy đủ giới hạnh, giới sạch, sức lực vô úy, biện tài vĩnh viễn, trừ các tập chướng, tự tại đối với pháp, bình đẳng với mọi người, hết lòng nhớ nghĩ công đức Phật. Nhớ nghĩ như vậy rồi, khuấy phải sắc đất, rải hoa đốt hương, treo cờ đèn phướng lộng, rồi âm nhạc cúng dường. Đấy là Bồ Tát tu tập để thân làm điều lành. Dùng âm thanh hòa nhã ca ngợi về câu nghĩa sâu xa, khen ngợi công đức Như Lai vô lượng. Đấy là Bồ Tát tu tập để miệng làm điều lành. Rồi nhờ căn lành của thân miệng mà nhớ nghĩ công đức Phật, chí thành cung kính. Đấy là tu tập để tâm làm điều lành. Minh Thiên, đấy là Đại Bồ Tát ở chỗ chư Phật được quá khứ, vị lai hiện tại tu tập để cho thân miệng ý làm điều lành và thực hành nhớ nghĩ chân chánh. Phật lại bảo Minh Thiên, lại nữa, Đại Bồ Tát ở chỗ các chúng sinh được quá khứ, hiện tại, vị lai của nên tu tập để thân làm điều lành, để miệng làm điều lành, để ý làm điều lành và bình đẳng nhớ nghĩ các chúng sinh. Minh Thiên, vì các đại Bồ Tát ở chỗ chúng sinh trong ba đời tu tập thân miệng ý làm điều lành và nhớ nghĩ chúng sinh. Như vậy, đại Bồ Tát không sát hại chúng sinh, không trộm cướp tài sản người khác, không ham muốn xấu xa, không nói láo, không nói theo dệt, không nói hai lỗi, miệng không nói ác, không tham dục, không sân giận, không tà kiến. Vì sao Bồ Tát không sát hại chúng sinh? Vì đối với tất cả chúng sinh phải từ bi thương xót, nhớ nghĩ biết hổ thẹn, vĩnh viễn sẽ bỏ dao gậy, không trộm cướp của người. Nếu ở làng xóm hoặc chỗ vắng có vật của người bỏ rơi, không phải của mình không được lấy, không có ý ham muốn xấu đối với người nữ có chủ hay có cha mẹ anh em thân tộc bảo vệ, cho dù được cô ta tặng một cành hoa cũng không được khởi dục tưởng, không nói dối. Nghĩa là nếu ở nơi làng xóm hoặc chỗ vua mà làm chứng giúp người thì nên thành thật giữ lời thề chết, không nói dối, không nói hai lưỡi, là thường ở chỗ người này người kia khởi tâm tưởng hòa hợp, nghe được từ chỗ này không đến nói đằng kia, nghe từ đằng kia không đến nói chỗ này, miệng không nói ác, là lời nói nhẹ nhàng, khuyên lơn thưa hỏi họ trước. Trọn đời không dùng lời nói đau đớn ác nghiệt có bạo đối với chúng sinh, không nói theo dệt, là khi nói phải nói lời chân thật biết nghĩa mới nói, vì lợi ích cho người mới nói. Tâm miệng không sai khác, không tham đối với tài vật của người, không khởi lòng tưởng tham muốn. Thay đến lấy
tâm, cũng không tham tiếc, không sân, tức là đối với tất cả chúng sinh, diệt trừ các sự sân hận, phát khởi tâm từ bi thương xót, tâm lợi ích, tâm an lạc cho mọi người, vì theo tất cả chúng sinh mà khéo thu phục họ, không tà kiến, là có cho, có giúp, có thuyết, có cha mẹ, có đời này đời sau, có khổ vui, hành động có quả báo ở thế gian, có A-la-hán tự biết thân mình sẽ chứng, đời ta sẽ đã hết, phàm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không thọ thân sau. Mình thì nên biết vị kia không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm là Bồ Tát tu hành, thân làm điều lành, không nói dối, không hai lưỡi, miệng không nói ác, không nói thêu dệt là Bồ Tát tu hành, miệng làm điều lành, không tham, không sân, không tà kiến là Bồ Tát tu hành, ý làm điều lành, tu hành thân khẩu ý là Bồ Tát nhớ nghĩ chúng sinh một cách bình đẳng. Phật bảo Minh Thiên, đại Bồ Tát ở chỗ chư Phật đời quá khứ vị lai hiện tại tu hành thân làm điều lành, tu hành miệng làm điều lành, tu hành ý làm điều lành, và ở chỗ tất cả chúng sinh đều quá khứ vị lai hiện tại cũng tu hành thân làm lành, tu hành miệng làm lành, tu hành ý lành, được quả báo công đức, cùng tất cả chúng sinh hồi hướng đạo chư thượng chánh đẳng chánh giác. Minh Thiên Bồ Tát nào hồi hướng như vậy gọi là Bồ Tát tu hành điều lành ít mà được quả báo to lớn, tạo nhiều công đức phước báo vô lượng. Phật bảo Minh Thiên, khi Bồ Tát này thành tựu vô lượng công đức, đem công đức ấy hồi hướng trí tuệ vô lượng, lại cùng tất cả chúng sinh hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh đẳng Bồ Đề. Ba loại công đức này có ba loại hồi hướng, những gì là ba? Là quá khứ không, vị lai không, hiện tại không, không có người hồi hướng, không có pháp hồi hướng, không có chỗ hồi hướng. Đại Bồ Tát nên thực hành sự hồi hướng này. Khi thực hành hồi hướng này, ba chỗ đều trong sạch, đem công đức trong sạch này cùng với tất cả chúng sinh hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Làm việc hồi hướng này không có phàm phu và pháp phàm phu, không có tính hành, cũng không có pháp hành, không có địa bát nhẫn, không có tu đà hoàn hướng tu đà hoàn, không có tu đà hàm hướng tu đà hàm, không có a la hàm hướng a la hàm, không có a la hán hướng a la hán, không có bích chi phật hướng bích chi phật, không có phật và người hướng phật. Vì sao? Vì pháp tánh là không duyên, không sinh, không diệt, không chỗ trú. Cho nên đại bồ tát dùng ba loại hồi hướng này, ba loại công đức trong sạch này hồi hướng về vô thượng chánh đẳng bồ đề cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát này hồi hướng rồi, là nguyện tôi sinh ra chỗ nào cũng luôn được gặp tam muội sâu dày của chư Phật, thấy vô lượng Phật thành tựu được sự học rộng trí tuệ trong sáng, thề không bỏ tất cả chúng sinh. Khi nói pháp này có trăm ngàn trời người đều được nguyện, nguyện được vãng sinh về nước Phật A Xúc. Bây giờ Phật bảo Tôn giả A Nan, khi ta thuyết pháp môn sâu dày này, có trăm ngàn trời người đều nguyện vãng sinh về nước Phật A Xúc. A Nan nên biết tất cả đây kia đều nên nguyện vãng sinh về cõi nước diệu lạc của Đức Phật A Xúc. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường chư Phật, lắng nghe, giữ gìn chánh pháp, đắc Đà La Ni, tu hành như điều đã giảng nói, đều được thành tựu trí tuệ không thể nghĩ. Làm Phật trong nước có năm sáu ác đều đồng một hiệu là Cam Lồ, Âm Vương, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết khi được thọ ký, trong ngày chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Thích Đại Hoằng Nhân là bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo chỗ con hiểu ý nghĩa Phật đã giảng nói, nên biết đại công đức này là công đức vô lượng, là công đức vô biên. Phật bảo: Này Kiều Thi Ca, pháp này hoàn toàn trong sạch. Bạch Thế Tôn: Kinh này tên gọi là kinh gì, thờ kính và gìn giữ thế nào? Này Kiều Thi Ca, kinh này gọi là đại hồi hướng, cũng gọi là hồi hướng pháp tánh thầm thâm, nên thờ kính và giữ gìn như vậy. Phật bảo Kiều Thi Ca: Nếu có thiện nam thiện nữ nào học kinh hồi hướng này thì nên biết người này ác sẽ đạt được pháp vô sinh nhẫn, có thể độ người chưa độ đều ăn vui cho trăm ngàn giới lượng chúng sinh. Khi thuyết pháp này, chúng tỳ kheo, thích phạm, thiên, trời, người, Atula nghe lời Phật nói đều vui vẻ lãnh nhận để tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.